Xin chào cô chú anh chị, quý vị khán giả. Chúc cả nhà thật là sức khỏe nha. Hiện tại Kha đang có mặt ở trong một vùng núi. Đây là cái đường cao tốc này cả nhà. Đây nè. Cả nhà thấy cái đường cao tốc mà cái cây trụ mà người ta làm chống lên cao mà nó bự không? Nè. Cái này Kha ước lượng chắc cái độ cao của nó tầm phải là lên tới trên kia chắc phải ba mấy 40 mét á, cao kinh khủng luôn cả nhà. Thì ở đây Kha được một ông anh ông giới thiệu cho một hoàn cảnh ở đây. Nghe nói là một nhà mà có tới 2-3 người bị tâm thần luôn cả nhà. Mà phải đem lên trên đây để chăm sóc nè. Chứ nghe nói là ở làng á là kiểu như là cái anh đó, anh quậy á. Mà nghe nói có tới 2-3 người lận, mà trong đó là có một người là đang bị nặng và một người thì nhẹ. Hai cha mẹ già đem lên đây để chăm sóc. Hoàn cảnh khó khăn lắm cả nhà. Kìa, cái nhà ngói, quên. Cái nhà có mấy cái cây rừng rừng á cả nhà. Nhà đất cái bên luôn á. Hôm trước á Kha có lên đây một lần nhưng mà hôm đó thì không có ai. Hôm đó lên có gặp một anh, ảnh cũng bị tâm thần nhẹ nhưng mà ảnh không biết nói chuyện cả nha. Kha có hẹn ảnh thì hôm khác lên để gặp cha mẹ của ảnh á, mình hỏi thăm có mình giúp đỡ. Bữa nay lên thì Kha nhìn thấy có một người nữ trong đó, Kha nghĩ chắc là người thân. Có thể hỏi chuyện được. Mời cô chú anh chị đồng hành video cùng với Kha nhé. Bữa giờ trời mưa cho nên rừng ở đây xanh này cả nhà. Chứ hôm trước nắng ở đây cháy khô ren khô đất luôn. Mưa bữa giờ mà cả nhà thêm mà cỏ ở đất này nó chưa có lên nổi không. Cái à, gặp cái anh trai hôm bữa này cả nhà. Hôm bữa Kha lên Kha cũng gặp ảnh mà ảnh bị tâm thần nhẹ. Không biết bữa nay có ba mẹ anh ở nhà không ta. Hello anh. Nhớ em không? Hả? Nay có ba mẹ ở nhà không? Ủa đi nữa rồi hả? Đi rồi. Đi đẩy nữa hay sao vậy? Hả? Đi đẩy nữa hay sao? Ờ. Trời ơi trời. Xui dữ thần. Đi hồi nào anh? Đi sáng. Mới đi sáng luôn? Ờ. Rồi chừng nào về? Tuần nữa chứ. Thường đi là thứ chủ nhật mới về hả? Ờ. Mới đi sáng này luôn? Ờ. Là đi là dẫn cái anh kia đi theo luôn hay sao? Ờ. Ở đây cả nhà, anh này là anh trai, hôm bữa anh nói em là anh 37 tuổi đúng không? Anh còn một người em nữa bị tâm thần nặng đúng không? Là người em đó, bữa anh nói em bao nhiêu tuổi em quên rồi ta? 94 đó. 94, vậy là 31 tuổi rồi. Là hồi sáng ba mẹ anh đi là dẫn người đó theo luôn rồi hả? Đi rồi á. Ủa còn chị này là ai anh? Em. Em hả? Em gái ruột luôn hay sao? Em gái ruột á. Ờ vậy hả? Là chị quay hỏi thăm chút chị. Không tiếng kinh này không biết chưa. Vậy là em ruột của anh hả? Ủa là mà em nghe nói nhà còn một người tâm thần nặng nữa mà dẫn đi rẫy. Dạ dẫn đi rẫy, nó ở nhà nó kiếm ai uống rượu lắm. Uống rượu kìa hả? Uống rượu xong lên tầng bên mẹ bên em luôn. Bị tâm thần mà cũng biết uống rượu nữa. Biết chứ. Kiếm người ta uống rượu xong nó lên cân á. Nó bên mẹ bên em Úc nó cũng vết luôn. Trời ơi. Cho nên em ở riêng luôn. Đâu có ở với ba mẹ đâu. Là chị là em của cái người tâm thần đó hay là em Út á? Em Út hả? Là chị bao nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi. 24 kia bằng em. Ủa là nhà em ở đâu? Nhà em ở trên kia kìa. Trên kia lại hả? Có chồng chưa? Có chồng rồi, hai à. Con rồi. Vậy là câu chuyện gia đình chắc em biết rõ hả? Dạ có. Vô mát ngồi chút mà nói thăm dạ, chút dạ. Vô mát ngồi chút. Hôm trước anh có lên mà anh gặp anh trai của em á. Dạ. Thì anh biết là anh có nói với anh là anh bị tâm thần nhẹ đúng không? Dạ, anh này bị tâm thần nhẹ, anh kia mới bị nặng. Cho nên anh cũng không có tâm sự với anh được. Dạ.
mà anh có hẹn hôm bữa là nói là ở chủ nhật lên, thường thường là ba mẹ em đi rẽ chủ nhật về hay sao? Dạ chủ nhật về đi lễ. Chủ nhật về đi lễ hả? Dạ. Ủa? Em đi vô lễ cho anh nhờ. Ủa vậy là gia đình em là bên đạo Thiên Chúa hả? Dạ đúng rồi. Đi vô đây. Dạ dạ. Là cứ chủ nhật về xong rồi qua thứ hai đi lại hả? Dạ có nghĩa 2-3 ngày đi lễ à. Vậy là ba mẹ em mới vừa đi hồi sáng nay luôn hả? Dạ mới đi hồi sáng nè. Xui ghê trời, lên trễ rồi. Dạ dạ. Ủa rồi ba mẹ đi rồi ảnh ở nhà ảnh có biết tự nấu ăn nấu uống không? Có chứ. Có hả? Dạ. Nhưng mà bò về em qua thăm nó sợ con nó không chăn bò không chăn về. Nhiều khi anh lên cơn anh bỏ hay sao? Dạ bỏ đi á. Bỏ đi luôn? Ừ, bỏ đi nó tỉnh lại nó về lại à. Ồ. Dạ. Vậy là anh quẳng lên cơn hả? Dạ. Ồ. Nhưng mà anh đây nó hiền hơn một chút, nó đâu có vén em đâu. Dạ. Nó lên cơn rồi nó đi tự đi à, đâu có vén à. Nhưng mà anh kia nó vén á, cho nên em ở riêng. Ồ. Dạ. Là cái anh kia là cứ mỗi lần lên cơn quánh cha quánh mẹ luôn. Dạ. Cha nó sợ, mẹ với em út nó đâu có sợ. Nó vén à, cha nó sợ. Ôi. Dạ. Ờ, gia đình em có mấy anh em? Ờ, 4. 3 đứa trai, 2 em út. Là có hết 2 người bị tâm thần rồi. Dạ. 3 người chứ. 3 người mất, luôn. Mất một đứa. À là chết người hả? Đâu có chết, đâu có biết chết xong rồi không biết nữa. Ủa là sao? Nó đi xong nó mất tiêu à, mấy năm rồi. À là mất tích hả? Mất tích á. Ủa. Đi sao mất tích vậy trời? Không biết nó không về nhà nữa. Lâu chưa em? Lâu rồi, mấy năm rồi. Trời. Em còn nhỏ, em đâu có nhìn thấy mặt á. Đâu có thể nhìn mặt rõ anh đó. Là đó là anh trai của em lại hả? Dạ. Là cái anh nó cũng bị tâm thần luôn? Cũng bị luôn. Trời ơi, kỳ đấy. Là nhà tổng cộng có 3 người tâm thần luôn? Dạ. Mà đi mất hết người rồi? Dạ. Còn 2 đứa. Ủa rồi lúc anh đó anh đi vậy là nhà ba mẹ em có kiếm không hay là bỏ luôn? Kiếm chứ, kiếm đâu có ra đâu. Trời. Dạ. Kiếm ở trong suối đá đâu có tìm thấy đâu. Giờ không biết cho sống sao luôn? Dạ không. Thôi trời. Thường thường là ba mẹ em đi là cuối tuần mới về đúng không? Dạ, cuối tuần mới về, chủ nhật mới về. Chủ nhật đi về xong lễ nghỉ 2-3 ngày mới vô rẽ ở suối đá lại. Còn em ở riêng, em ở nhà ngoài kia hay sao? Dạ không, ở trên đó lận. Trên núi lại hả? Dạ, cứ đi 30 phút là tới à. Là chồng em làm cái gì? Chồng đi biển. Là ngày nào cũng đi hết hả? Dạ, ngày nào cũng đi hết. Sáng đi là chiều về là? Dạ. Còn con em đâu? Con em ở nhà, 2 đứa. Lớn chưa con lớn? Một đứa học lớp 1 rồi, một đứa nữa là 2 tuổi. Ủa rồi nó có chút xíu vậy em để trên đó rồi ai giữ? Tụi nó ở đó thôi à. Thằng anh giữ con em hả? Dạ. Mình nấu cơm nấu canh để đó, tụi nó múc tự ăn á. À, dạ. Là em xuống đây em chăn bò sẵn em coi nhà giùm đây luôn hay sao? Dạ, chiều mới lên, 3-4 giờ mới lên. À, dạ. Em có được mấy con bò đó chứ? Bò đó, bò ông già nuôi của người ta không à? Bò nuôi rỉ hả? Dạ, nuôi rỉ. Mấy con em? 5 con. 5 con bò nuôi rỉ? Ừ. Ê, vậy mà hồi bữa em anh hỏi ông kêu là bò nhà. Bò nhà, bò ở rỉ không á. Chưa có đẻ. Đấy là bò nuôi rỉ người ta không hả? Ừ. Chỉ mà bữa anh hỏi anh kêu thì bò ở nhà bán rẫy bán đồ để mua á. Ừ, trời. Dê mới dê ở nhà. Dê thì dê ở nhà. À. Không có nuôi dê người ta. Thì bò nuôi rẻ. Là nhà có được mấy con dê em? 6 con. 6 con? Dạ. À. Bây giờ em xuống đây là còn tầm xế chiều mới lù lên lại hả? Dạ, 3-4 giờ mới lên. Nhà ở trên núi luôn? Dạ. Đi lên 30 phút luôn? Dạ, 30 phút. Xài vậy ta. Mà giờ em cũng đâu có lên đâu đúng không? Mấy anh thích lên hả? Thì em đưa lên. Dẫn lên nhà anh coi trước luôn. Dạ. Đi. Chứ ở đây không có ba mẹ em thì chắc anh để bữa khác anh lên. Dạ. Em đi lên đây chút nha. Trời ơi, đúng đó em lấy gùi cả đã. Dạ. Có gì lên giúp đỡ cho hoàn cảnh em này trước đây cả nhà tại vậy. Lên thăm ba mẹ ảnh để thăm cái người bị tâm thần nặng á. Mà đi rảy lại được tại hôm bữa Kha lên là trúng cái ngày thứ 7. Hết ngày thứ 6 á sao á. Đi dẫn anh đi. Dạ.
Chào Ama. À quay. Cười. Cười. Bình tĩnh con. Ủa em ở trên đây vậy rồi có thường xuyên về làng không? Dạ không, về làng con của em sợ gì của nó vấn á. Ủa là tại sao lại vấn? Vấn cháu không biết lên cân đâu, cháu cũng không biết cháu nữa. Còn là vấn không à? Dạ. Ủa là bị tâm thần luôn hả? Dạ. Cho nên em đâu có vô làng đâu, ngủ trên đó không à? Trời ơi, về nhà thì sợ gì bị tâm thần đánh? Dạ. Ủa vậy tính ra là nhà em nhiều người bị tâm thần hay sao? Ờ, bốn ba người toàn là bị tâm thần mà. Wow. Dạ. Rồi phải lên trên núi này hai vợ chồng hai đứa con ở luôn. Dạ. Chồng em đi biển như vậy ngày được nhiêu? Có 50-60 à, có khi bắt được thì 100. À tức là đi bắt mấy cái con gì á hả? Dạ. À. Có khi thì không bắt được thì 50-60 à. Thấy thương quá cả nhà, còn em là hàng ngày đi chăn bò giùm cho ba mẹ. Dạ. Em lượm phân bò em bán hay sao? Dạ. Hình như là phân bò theo nhà anh được biết là mùa mưa này lượm khó lắm đúng không? Khó chứ, ướt mà đâu có lượm được. Ồ. Dạ khô mới lượm. À. Cố gắng các bạn. Lâu lâu nhờ bạn đi cầm mấy giùm mình hôm nay bắt liều núi cả nhà. Mấy cái vũng nước này là mưa động lại phải không em? Dạ, mưa động lại. Ủa sao anh thấy có cái ống nè? Kéo ống xuống á. Là để cho nó chảy về dưới kia lại không? Dạ. Ủa hay vậy ta? Nước này uống được luôn hả? Uống được chứ. Sao anh thấy nó, sao anh thấy nó rong nhiều dữ vậy? Toàn là uống nước tốt không à? À. Dạ. Ủa, thôi ơi, chứ chảy xuống dưới kia phất mặt phất mày uống chứ ở này nhìn múc lên ra uống, anh dám uống không á? Ủa đây có cái cây gì lạ chứ ta? Cây này cây gì vậy em? Cái này nè. Không biết tên á. Rin biết cây này cây gì không Rin? Đẹp với ta. À. Cây này được ưa đến cảnh này vuông gốc bự ghê cả nhà. Đẹp với ta. Thôi nó cao chứ em gần tới chưa? Gần tới rồi á. Wow. Núi đang gần mà. Em đi miết là đâu có mệt đâu. Ngày nào cũng đi riết quen hả? Dạ. Quen luôn. À. Mệt hả? Ừ mệt. Lâu lâu đi lần mệt. Trời ơi, ở đây mà xuống kia múc nước lên vác nó lên uống cũng đuối hả em? Dạ. Ở trên đây có cái nguồn nước nào ở đây không? Có chứ, bên kia kìa. À, có nữa hả? À, dạ, có nước giếng. À. Dạ. Chứ tưởng đâu xuống như kia vác lên cho mệt à? Dạ không. Ủa có cái đường xe chạy lên đường này, chạy đường nào vậy ta? Chạy đường lằn á. Ủa bên kia qua lại hả? Dạ. À. Vậy là bên núi này nó có cái đường thông qua nữa cả nhà. Mà mình không có biết. Nhưng mà chắc chắc đưa anh chạy xe đây chắc anh chạy không được đâu á. Chạy được mà. Anh chạy không có quen cho té. À, thì... Người ta đến núi quen á. Dạ. Đường đẹp mà. Được á. Sao mà té.
Ủa phải chỗ này à? Đi nữa không, hả? Không, đi nữa, gần wow. bên này nè. Wow. Wow. Một bác. Nữa không? Hai chai nước để hết xe rồi. À, gần tới nhà rồi á. À. Tí nữa uống nước. Dạ có. Em nó nói có, lên xin nước em nó uống. Không có lấy gì em uống. Ờ à, đúng rồi. Không có nhìn khác là sao? Dạ. Đó, đó là nhà của em á. Nhà đó hả? Dạ, nhà đây là nhà dì của em. À. Dạ. Đi bộ nhiều nó không vang chứ. Ờ. Ồ. Anh lâu lâu đi. Mệt quá. Mệt chứ. Kì. Không, nó mừng rồi. Yuki, mai mai. Kì. Ơi, mai ơ. Kì. Anh mừng nè. Đó, con của em á. Đâu con em đâu? Vậy kìa. À. Cắn hả? Vô. Kì. Kì. Không sao đi. Vô mẹ. Chú ơi. Ôi nhà mà ở trên đỉnh đồi luôn, trên kia có nhà nữa kìa cả nhà. Bỏ gói chứ nè. Chào mấy đứa. Đứa này 2 tuổi hơn em. Dạ, đứa này 2 tuổi. Đứa này 8 tuổi. Dạ. Ủa còn hai cái xe máy này của ai dắt được chạy vô đây nè. Nè, xe này xe của em, xe à. Này kia xe của gì. À. Dạ. Rồi vô nhà đi. Dạ. Im lặng con. Con sủ quậy ta. Nhà có nhiêu này đó hả? Dạ. Ờ anh cảm ơn. Nè uống trước đi bạn. Mệt. Ờ chả sao ốc nè. Có cái bình nước lọc đây cả nhà. Thiệt kìa. Nước này mình mua hay sao em? Dạ không. Tự nước nóng á. Hả? Dạ nước nóng á. À anh Hanh uống cảm thấy giống là mùa nước sôi á. Ừ. Ủa rồi hai vợ chồng canh đêm hôm ở lại đây ngủ đây luôn. Dạ. Ngủ ở đây luôn. À con cái ngủ đây hai vợ chồng hai đứa con. Dạ. Hình nhà tôi này hình như mới làm phải không? Dạ mới làm á. Ờ. Mới làm được 1 năm á. 1 năm. Dạ. Vậy là mưa lớn có dột không? Có chứ. Ngồi xuống anh hỏi thăm dạ. Chút em. Nãy em nói đứa này là 2 tuổi, đứa này là 8 tuổi không? Dạ, đứa này họ lớp 1 á. Ủa, cho nó đeo cái gì vậy em? Nó đeo chơi á. Ờ, tưởng đâu bù vậy chứ. Dạ không. Con tên gì? Phạm Trần. Ý là gặp người lạ sợ hả? Dạ. À, còn bé này tên gì? Tên Diệu. Diệu. Dạ. À. Ủa, học lớp 1 vậy rồi. À, khi mà cháu đi học thì em phải chở đi hay sao? Dạ, chở đi. Chở băng qua đường đi xuống dạ, nhà. Đi xuống đó. Lỡ có chen lại cho mấy em nữa. Lỡ có chen lại luôn đi. Ủa là chồng em là làm chiều tối mới về luôn hay dạ, sao? Dạ, tối mới về. Ừ. Ủa nóng chắc. Nóng chứ. Nhà tôi phải nóng cho anh. Rồi gạo, cá, mắm đồ là xuống làng mua lên. Dạ. Sống như vậy rồi có khi nào mà hai vợ chồng túng thiếu rồi không có tiền mua gạo để ăn không? Dạ có chứ. Rồi lúc đó mình làm sao? Mình đi mượn tiền người ta chứ. Mượn rồi người ta cho không?
có cho mượn ít thì người ta cho, mượn nhiều người ta đâu có cho đâu. Vậy hả? Dạ. À. Người ta biết mình khổ, người ta dạ. cho mượn tiền cũng ngại đúng không? Dạ. Chúng mày sống ở đình, ủa sao trước không kiếm chỗ nào gần gần với kia ở cho nó khỏe mà lên thuốc đây với em? Ở đây đất ở nhà gì á, xin gì ở tạm á. À, đất dạ. của gì chứ không phải đất của em đâu. Dạ không, đó có phải đất của em đâu, đất của gì kia. Em xin ở tạm. Ở nhà tao có ngủ được đâu, tuổi tròn chứ, tròn đi làm xong rồi có vinh tròn, vinh vợ, vinh em, ô quỷ, vinh cái con nhỏ này nữa. Là cái bà gì của em á hả? Không, gì của, gì ông mẹ. Anh hai anh bà của em á. Anh bị tâm thần á. À, quấn hoài luôn. Thì quấn hoài luôn. Khổ gì trời. Hôm bữa thì em ôm bên này, cầm bên này trái á. Nó không đâu có vắt được em, nó tức như vui rã vắt mẹ luôn. Ủa là sao? Nó tức là vắt không được em á. Vắt không được em. Vui rã vắt mẹ tiếp. Là cái anh dưới đó hay là cái người em? Anh đi theo mẹ á. À, là cái người sinh năm 94 đúng không? Đúng rồi. Ủa, cái anh lúc, tôi hưởng lắm. Cái lúc mà lên cơn là không biết gì luôn hả? Không biết gì luôn. Em cũng không biết, tao cũng không biết luôn. Nó cũng vẫn sắc rắc luôn. Rồi có khi nào mà anh tỉnh lại mà anh biết được người thân không? Không biết nữa. Mình nói Vân mẹ xong cái mẹ đò. Mà em nói mẹ đi viếng rồi. Vân mẹ quá trời luôn, phải đi viếng chứ. Quán viện nhập viện luôn? Nhập chứ. Ui. Lúc đó nó nói vậy. Sao không cho chết, cho chết luôn đi. Nói vậy. Trời ơi. Quánh mẹ mà nhập viện luôn trời. Mẹ bệnh phổi luôn chứ. Wow. Lúc đó em phải đi mượn tiền người ta kia đi bệnh viện á. Khổ quá trời. Rồi đi như vậy rồi dẫn anh đi theo, có nên anh quýnh ba quýnh mẹ bên đó không? Không, nó sợ ba. Sợ ba? À, có ông già là kèm lại đúng không? Dạ. Lúc đó ba đi rẽ xe đá, còn một mình mẹ ở nhà. Cho nên nó ven mẹ. Như tất nó ven được em đó, em chạy trốn á. Dù rẽ em ven mẹ. Quánh quá mà lên đây ở luôn. Dạ, ở riêng luôn, ở riêng ngủ cho nó im luôn. Còn đi học nữa, đâu có học bài được đâu. Cứ tôi dắt nhau đi nhà anh em ngủ. Bé đó nó có học được bài nào đó. Dạ. Ủa rồi em cho anh hỏi, bị nhà tới hai người bị, ba người bị tâm thần vậy rồi, bị từ nhỏ hay là cỡ 18 tuổi nó mới bị á. Từ nhỏ sinh ra là không có sao hết. Không. Có biết bị cái tác động gì không em? Không biết. Anh thường anh nghe nói ở bên Rắc Lây em là thường xuyên mà bị bệnh gì là phải đi cúng thầy kêu thầy đúng không? Bên em đã có ở ngoài đó mà đi cúng thầy, em ở Công giáo mà. Sao mà đi cúng thầy được? Công giáo là không cúng được đúng không? Dạ. Hiểu rồi. Rồi lúc mà bị phát lên vậy là có đưa đi bác sĩ đâu không? Có chứ. Rồi bác sĩ người ta chẩn đoán sao? Chẩn đoán là bị tâm thần á. Mình có lấy thuốc đồ về lấy chứ. Anh chín tớ lấy ở bệnh viện dữ liệu á. Còn anh hồi nãy thì lại ở tạm y tế. Dạ. Nhưng mà cái anh hồi nãy là anh nhẹ hơn. Hơi nhẹ hơn. Cho nên bác sĩ xúc thuốc ở trên trạm y tế lại. Cho nên nó nhẹ. Cái anh kia nó nặng, đâu có thuốc đâu. Đi lại trong bệnh viện dữ liệu không à? Dạ. Có người mà bị nặng quá thì phải cần đến thuốc ở trong bệnh viện Biên Hòa ở trong Đồng Nai á mới ấy được. Dạ. Chứ mà ở nhiều khi những, tại vì bệnh viện Biên Hòa ở Đồng Nai là thuộc về bệnh viện trung ương, bệnh viện của nhà nước, cả nhà bệnh viện lớn á, cho nên thuốc trong đó thì vẫn chất lượng hơn, ok hơn, nhưng mà chỉ được hơi mắc hơn, với lại muốn đi vô đó kinh phí phải cao. Làm gì có tiền đi vô đó. Rồi nghe kể hoàn cảnh vất vả, và anh cũng nghe nói ông anh kia ông nói là nhà em có tới mấy người tâm thần lận, là cái anh mà bỏ đi mất mười mấy năm nay tới bây giờ mất tin mất tích. Dạ. Cái anh đó anh tên là gì? Tên là Nhiên á. Anh Nhiên. Dạ. Tội trời. Rồi sống ở trên đây như gì rồi? Chồng mình đi là đi biển ngày được có mấy chục ngàn, trăm ngàn à? Dạ. Rồi em thì đi lặt nhặt phân bò vậy, có khi nào bán đồ ngày được 5-70 rồi không? Không, có nhặt phân bò có 2-3 bò là hết cỡ. Mỗi ngày á hả? Dạ. Phân bò ở đây mình bán bao nhiêu một bao em? Một bao 10 ngàn. Bao 10 ngàn. Mình dắt đi bán hay là ta lên tới đây ta mua? Không, dắt đi bán chứ. Mình chở lên trên làng bán. Vậy hả? Tới chủ luôn. Dạ. Yeah. Bé dễ ghét quá ta. Để cho nó ít tiền ăn bánh này. Cho tiền bánh này. Cho tiền nó dám lấy không? Không biết nữa. Chứ cho tiền thử coi lấy không? Chú cho 10 ngàn ăn bánh nè. Lấy gọn cái ta.
Để coi thằng nhỏ này, chú cho 20 bánh này. Cảm ơn dạ. Cảm ơn chú. À, dạng đây đó. Đâu đâu để đưa thứ tờ đưa nó biết này biết lấy không? Đây đây có mớ tiền lẻ này. Này. Lấy luôn. Giỏi chưa? Đâu có sợ người lạ đâu. Tính ra là bé nó cũng tiếp xúc với người lạ nhiều rồi đúng không? Không, đâu có tiếp xúc đâu, nó không có sợ á. Ủa giờ không sợ. Ừ. À cũng cũng đỡ hơn. Dạng dĩ hơn. Dạ. Em đi như vậy rồi em để hai đứa nó ở đây rồi. Thằng này nó cũng nhỏ, rồi có khi nào bé này nó chạy lung tung nó lẹt không? Không, không có lạc, anh đó quê mà. Vậy hả? Ờ, muốn ngủ thì anh đó ru ngủ ở trên giọng á. Giỏi vậy? Ừ. Biết ru em ngủ luôn hả con? Chà. Muốn ăn thì tớ múc ăn á. Làm cơm để sẵn, làm cơm, làm cá khô để sẵn. À, dạ. Cũng có bếp ga. Ủa cái bình ga này là muốn đổi là phải chở xuống làng đổi lên? Dạ. À, bình ga này mỗi khi đổi được nhiêu tiền em? 300. 300? Dạ. Nhưng nhà em cũng có mấy người thôi mà xài cái này khoảng bao lâu mới hết bình? Ờ, chắc được một năm á. Một năm? Dạ. Ừ, chạy tiết kiệm thì cũng đỡ. Nói dạ. chung là ở trên núi mà có cái này cũng đỡ rồi. Dạ. Chứ nấu củi thì thấy cực lắm. Lúc đó ở trong làng mới mua á. Ở rải đây đâu có mua. Chạy qua đây chờ qua luôn. Ờ. Dạ. Nói chung là khổ thì khổ nhưng mà em được được một cái là có một người chồng chịu đi làm. Dạ. Chứ anh thấy có nhiều hoàn cảnh cũng bên Đắk Lây em á mà phụ nữ lớn lên mà có chồng có con cái khổ quá chồng bỏ luôn. Đấy. Những người như vậy mới khổ. Dạ. Ừ. Cũng đỡ cái còn có chồng nương tựa. Dạ. Đáng lý ra là hôm nay anh lên để anh thăm hỏi thăm ba mẹ em với đó. Dạ. Nhưng mà không có gặp thôi rồi để bữa khác. Là thường thường là chính xác là ngày chủ nhật là ba mẹ em sẽ về nhà đúng không? Dạ. À, cứ ngày chủ nhật là về. Dạ, chủ nhật là về. Tại hôm bữa là anh lên cách đây khoảng tầm gần 10 ngày. Anh có dặn anh á là ngày chủ nhật ba mẹ về dặn ba mẹ ở nhà. Để anh lên. Dạng rồi ba mẹ chờ thứ hai thứ ba. Tại vì thì... anh bận công chuyện nó lu bu á, cho nên anh không có lên được. Ngày hôm nay mới có thời gian lên lại thì lại không gặp ba mẹ mà lại gặp em. Dạ. Thôi thì để hôm nay thì anh giúp đỡ em một ít cũng được rồi mà chủ nhật tuần này để anh lên lại ha. Dạ. Chắc chắn chủ nhật ba mẹ về. Dạ. Hôm nay hữu duyên thì cũng lên gặp được em gái này cả nhà. Thì hoàn cảnh nãy giờ thì cô chú anh chị cũng thấy rồi, cũng rất là khó khăn. Giờ chẳng đây tiện duyên thì giúp cho em mấy một ít tiền để có rồi mua gạo mua cá cho mấy đứa nhỏ nó ăn qua ngày. Thì hôm nay đến đây cũng thay mặt cho quý mình thường quân, anh cũng giúp đỡ em ít tiền để có rồi lo cho mấy đứa nhỏ. Thì hôm nay là Kha đến đây trích ra một ít tiền của quý mình thường quân. Mấy hôm giờ á Kha công chuyện nó lu bu, chuyện nhà nó có nhiều cái khó nói cô chú anh chị. Cho nên Kha không có tiện nói ở đây được. Nói chung là Kha mắc công chuyện lưu bu, cho nên là thời gian phải là 2-3 tháng nay luôn Kha rất ít đi lên núi để ghi hình clip. Với lại một số trục trặc á. Thời gian này Kha mới có thời gian để đi quay lại nè. Mong cô chú anh chị thông cảm nha. Cùng cô chú Mạnh Thường Quân có một số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân Kha giữ đây. Kha không có dám đụng đâu cả nhà, nhưng mà tại không có thời gian đi quay. Ngày hôm nay mới có cơ hội đi quay lại để giải ngân số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân. Mong cả nhà cô chú quý Mạnh Thường Quân thông cảm cho Kha nhé. Kha đây cũng xin lỗi cả nhà vì cái số tiền để bấy lâu nay. Hôm nay Kha trích ra số tiền để giúp đỡ cho em ấy, đó là cô Kim ở Mỹ 300.000, cô Trần Thanh An ở Mỹ 300.000, cô Liên ở Tiền Giang 200.000, cô Hiền ở Đà Lạt 200.000, chú Kenny ở Mỹ 500.000. Tổng cộng số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em là 1.500.000. Yeah. Tiền của Mạnh Thường Quân á bao nhiêu dù 10 ngàn 20 ha cũng ghi kỹ trong đây cả nhà, không có dám lộn một đồng mình gánh không có nổi luôn cả nhà. Sợ lắm, sợ nhất là lộn tiền của Mạnh Thường Quân á. Năm 15 1.500.000 đây thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân anh gửi tiền cho em. Em nhìn vào cái màn hình em cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giùm anh cả nha. Em cảm ơn cô chú anh chị mẹ Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân. À, đã giúp đỡ. Đã giúp đỡ cho em khó khăn này, em cảm ơn. À. Em không biết nói nhiều nữa. Mừng không, vui không? Dạ, mừng chứ, vui chứ. Ừ, bất ngờ có được Mạnh Thường Quân giúp đỡ vui chứ ha? Dạ. Các chiều đây đi mua gạo ăn. À, có tiền là mua gạo, mua cái gì á, cá thịt gì ngon ngon á. Dạ. Cho hai đứa nhỏ ăn. Dạ. Cho chồng về chồng mừng. Ừ. Thấy gia đình quất quả quá ra nha. Nhà thì dính vô cái cảnh nhiều người bị tâm thần gì cũng lao đao á. Ở không biết gì thì sợ anh quánh phải chạy lên ở đây luôn rồi cả nhà, cũng khổ.
Rồi, anh cũng cảm ơn anh chia sẻ, em chia sẻ nha. Dạ. Bây giờ anh xin phép anh đi về luôn. Dạ. Có duyên thì anh ghé lại đây để thăm hoàn cảnh. Dạ. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn quý mình thường quân nhé. Ca xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một video theo. Đừng quên để lại cho Kha một lượt đăng ký kênh, kèm thêm một lượt like chia sẻ nhé. Hẹn gặp lại cô chú anh chị. Bye bye.